Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài thực hành sinh lịch trang 80. Bài số 1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong từ lịch tháng 1. 1, 2, 3. Cái tái này là 4. 5 là thứ 6, 7, 8 là thứ 9, 9 là thứ 10, 10 tới 11, 11 là tới 12, 12 tới 13, 14, 15, 16, 17, 18, này là 19, 20 này 21, 22, 23, 24, 25, 26 là 27, 28, 29, này 30, 31 là hết nha, chứ đừng có điền 32 nha, đừng có điền 32 á, 31 là ngày lớn nhất, dài tháng 1 là có 31 ngày. Bài số 2, đây là từ lịch tháng thứ tư. Tháng thứ tư thì có đầy đủ là từ tháng ngày 1 mới tới ngày 30. Tháng tư là có 30 ngày. Đây, 30. Xem từ lịch trên rồi cho biết. Ý thứ nhất, các ngày thứ 6 trong tuần, trong tháng thứ 4 là các ngày nào? Tháng thứ tư này. Các ngày thì thứ sáu đâu, thứ sáu đây là các ngày nào, như là ngày 2, ngày 4, ngày 9, ngày 16, ngày 23 và cuối cùng là ngày 30. Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4 nào, ngày 20 tháng 4. Đó, bạn. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Rồi, chúng ta hình dung nha. Liền trước nè. Được không? Rồi liền sau nè. Được không? Liền trước, liền sau. Ví dụ như thầy cho là con số này là con số 5. Rồi số liền trước của số 5 là không phải là số 4 không? Rồi số liền sau là số 6 không? Đấy. Như vậy thì chúng ta nó liền trước thì cái này nó sẽ nhỏ hơn số này. Được không? Và liền sau là cái này nó sẽ lớn hơn cái này. Như vậy người ta họ nói là trước, tuần trước, trước nha, thì nó phải nhỏ hơn cái ngày này. Được không? Nhỏ hơn cái ngày là ngày 20 này. Được không? Đây. Nhỏ hơn mà người ta họ nói là tuần là nó phải là ngày 13. Chứ không phải là tuần, chứ không phải là nói ngày. Nói ngày là ngày 19. Nhưng mà nói tới tuần thì nó cách nhau cả tuần thì nó là ngày 13. Được. Và ngay chỗ này là ngày 13 nha. Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày nào? Vậy chúng ta bỏ này. Nên là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày 13 ha. Ngày 13. Thứ ba tuần sau là ngày nào? Đây, sau là ngày 27. Được không? Ở giữa trước sau. Sau luôn luôn lớn hơn cái số này. Được không? Và số trước là nhỏ nhất. Vậy là ngày 27. Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy? Ngày 30 tháng 4 đây là ngày giống lại này là thứ 6. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.